Mũi Liên xin chào các cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Mũi Liên. Đấy, Liên đố cả nhà biết là hiện tại là Liên đang ở đâu đấy. Đây, ở đây là bên cạnh Liên là có cái vườn tải rất là đẹp này. Dưới là người ta trồng đậu Hà Lan. Bên kia thì mọi người đang đi lại nên cả nhà nhé. Cả nhà cùng đi theo Liên xem là Liên hôm nay là Liên đi đâu nha. Liên đang đi hội cả nhà. Đấy, đây là con đường mà đi vào hội nha cả nhà nha. Đây chắc là một đường nhỏ thôi, còn đường chính có khi là đi bên kia đấy. Chào chào bà. Chào bà. Anh phụ, có một hồi lưu lá. Hỏi nó mới lên cái gì? Lúc đó là vừa ta nó phụ. Đến nhà phải đi không? Bà bảo là ngày mai mới hết hội. Chào vấn này. Chào chào bà. Bà bảo là ngày mai thì lễ hội ở đây mới hết hả nhá? Lễ hội này làm chậm hơn ngày mùng 5 nhỉ? May quá. Làm mùng 6 mới hết. Tiên đi sớm mà. Không là ngày mai là hết hội. Đây là con đường mà đi vào hội à. Hội Pha Luông nha cả. Ở đâu? Pha Long. Pha Long nha cả nhà nha. Đi hội trên này toàn leo đồi thôi em ạ. Ôi dồi ôi. Ôi anh ạ, tí trên đồi nữa. Chào các thanh niên nha. Kìa cái em bé nha kìa. Nghỉ một chút đã. Dốc quá. Đi tiếp thôi. Em bé cũng chạy hội về đây. Chào bà, chào chị ạ. Cảm giác đi hội thật là vất vả, leo đồi, núi này. Cái này mới võ công đi hội chứ anh. Đây là, đây. Hình như là xuống dưới này là xã Pha Long, này, nhìn này. Trung tâm xã là đằng kia. Quả đồi này to thật đấy anh nhỉ. Chào các anh nhé. Chào các anh nhé. Đây, các cô các chị đi hội về rồi. Mấy chú mấy ông say rượu xong bị lăng xuống thế là tỉnh hết là rượu. Như là đường này không phải đường chính đâu sao ấy. Thôi để lên đến trên kia rồi quay cho mọi người tiếp nhá. Sau một thời gian Liên đã lên đến hội Pha Long rồi cả nhà. Chào các anh nhá. Đông kín người luôn. Không có đường đi nữa. Ôi. Anh đừng để làm mất em nhé. Đây. Cô ơi chị bán hàng quán. Em chào cô ơi chị. Đông nượp luôn. Hey. Đi đâu cũng thấy chỗ bán nước kìa. Chung là mọi người đi hội này thì rất đông, với cả là đông người đi bộ nhiều cũng khát nước đúng không?
à, rất là nhiều em gái đi sinh tươi luôn. À, là chị nhá. Cho mình quay nhờ một chút nhá, chào các bạn nhá. À, các bạn à, có thể cho mình biết tên của các bạn được không? Phương. À, bạn còn bạn tên gì? Bạn tên là Hoa. Các bạn à, có chồng chưa? À, các bạn cho mình xin nick Facebook được không? Mình đến từ Hòa Bình. Facebook mình là Lý Thị Phương nhá. Lý Thị Phương. À, cả nhà muốn liên hệ với bạn gái xinh đẹp gái này thì các bạn lên Facebook tìm Lý Thị Phương nha. Thảo Thị Hoa đúng không? Các bạn liên hệ với Thảo Thị Hoa nha. Ma Thị Gánh ạ. À, các bạn liên hệ với bạn gái này nha. Các bạn là mặc đồ trang phục rất là đẹp, rất là xinh gái luôn. Cảm ơn các bạn nhé. Thử lại bia này chưa? Mình đã đi khám phá tiếp nhỉ anh nhỉ? Chào em nhé. Bán được nhiều chưa? Dạ, cũng được. Chợ này là 2 hôm rồi đúng không? Cái sân khấu chính của mình là ở đâu? Là muốn biết là đang đi ở dưới này. Đi nãy giờ nhưng mà chưa tìm được, không biết sân khấu ở đâu. Quyên Subi nha cả nhà nha. Bạn nào mà muốn lên trên này bán hàng với em này thì lên liên hệ với em Quyên Subi nha. Thấy mọi người trên này là hội trên đồi ấy, rất đông nhỉ em nhỉ? Mọi người trên đồi này rất đông luôn. Nướng cả sánh gà này, xúc xích, chân gà. Chị ơi, cái này là cái gì ạ? Nấm ạ. Nấm ạ. Vâng. À, rất nhiều đó. Mấy cái này xong là mình sẽ chấm ớt này phải không cô? Vâng ạ. Ừ. Ớt thần thánh nhưng mà ớt này là pha nhiều loại màu luôn rồi. À. Các loại chấm thơm mà có hết. Là ớt ở chỗ mình tự trồng luôn đấy. Bình nghiền ấy. Dạ. Rất nhiều món nữa. Công nhận là hở trên này đông thật. Mọi người đi chơi rất là đông. Em thấy là bên kia mình sang bên kia xem. Bên này nhìn mặt. Bên anh ơi, gian chính ở dưới này anh ạ. Ôi. Đây cả nhà. Đây, sân khấu chính là dưới này. Một cảnh của nó, một góc của nó thôi. Này, đi tiếp đi. Không có đường để đi. Đông quá mọi người ạ. Đây có rất là nhiều bạn gái xinh này. Xong rồi cả bế lô huyện. Vậy là Liên đã đến trung tâm của lễ hội. Chưa đâu đã kết thúc. Rất đông người luôn. Anh ơi, cẩn thận không tìm thấy em nhé. Sợ lạc lắm cả nhà. Đây thì rất ồn nên là liền chạy trước thì không nói chuyện được với cả nhà luôn. Đấy. Quay cho mọi người xem không khí của lễ hội là. Hôm nay là ngày thứ hai, là ngày chính nha. Rất đông luôn.
Đây là biểu tượng của lễ hội Cầu Tàu, là cây nêu. Và đấy lông gà của người Mông đấy. Còn cái này là cái gì ạ? Kèm môi. Kèm môi. À, kèm môi ạ? À, vâng. Cháu cảm ơn ạ, em cảm ơn. Mua một chiếc sóng vào. Sóng mèo. Vâng. Cháu là người ở Hòa Bình ạ. Người Mông ở Hòa Bình ạ. Chú gái biết thổi khen môi không? Thổi một điệu không? Cháu cảm ơn ạ. Đây có rất là nhiều đặc sản, đặc sản Tây Bắc nhé cả nhà. Đây là có cả rượu ngô. Được. Chưa? Thịt dao các bếp của người Mông. Đây mới là chuẩn thịt lợn các bếp. Đây thì là khen này, gạo này, lạc. Anh ơi, chúng gà ta người ta bỏ quản đến đây này anh này. Đây là các gian hàng trưng bày của các xã. Đây là sản phẩm đặc trưng của quê mình luôn này anh. Mường Khương đấy.
Ủa nhiều nhỉ. Trà ô long. Cho em quay em một chút nha. Trà san tuyết này. Rượu men lá hạ thổ núi đá. Ở chỗ mình là có trồng cả chè anh. Đặc sản nhiều thôi. Gạo nữa này. Đấy, rất nhiều. Đây là của Ô Cốt đấy, của huyện Mường Khương đấy. Đấy. Liên sẽ đi chọn một món đặc sản ở trên này để đi ăn nha cả nhà nha. Ta công nhận là gian hàng bán đồ ăn ở đây thì rất rất nhiều luôn. Và em thấy ở quanh đây là họ chỉ bán phở với bún thôi. Đúng rồi, với cả là có thắng cố ngựa bò nhưng mà đằng xa xa kia. Nhưng mà bây giờ thì chắc là ăn phở thôi nhỉ. Em thấy là có đông không? Mình ngập luôn ấy. Nên là mình ngập. Em chóng hết cả đầu. Rất đông đấy. Chưa đi chỗ nào đông này luôn á. Gặp người quen có một bác ở đây ấy, là lên bán thổ cẩm ở chỗ Liên đây này. Đấy, Liên gặp bắt chuyện đi. Đấy. Đi hội là cứ phải à, hai ông là đi hội là ngã ngửa rồi đấy. Đuổi đấy. Quay ở vực cồn ý. Nó nọ. Nhưng mà đổi chết nhảy ý. Nó nọ. Ủa nhờ đi ăn con này là xuyên lên à. Cái chuẩn nữa bây giờ thì chia được nhau nha. Mà tắc thì nó cái đi bác này là bán thổ cẩm ở chỗ Liên cả nhà. Ở trên Lào Cai nhưng mà xuống tận Pa Co để bán thổ cẩm. Mường Khương nhà. Mường Khương đi Pa Co bác là anh. À. Em có tắc thì nó chả. Ờ chả là chả đi. Cái bà con đủ chả chả đi. Bây giờ mình đi anh nhỉ. Ờ đi ăn cơm tiếp. Không phải đâu, quân quay nhiều món Lào Cai ăn mềm mén. À, đúng rồi, hai bà đang ăn mềm mén, ốc đậu. Nhưng mà ở trên này các bà ăn được ớt nhiều, sao ăn được. Nhưng mà Lào Cai thì chỉ có ăn ớt nhiều đấy mới ngon này. Đúng rồi, ăn nhiều ớt. Ăn kia thì không ngon đâu. Đúng rồi, đầu của cháu nấu hết. Ốc đậu mềm mén, ăn được ớt đây này. Quay đi, nó xả đánh ra thôi người ta xem nhá. Bà là bán hàng trên chỗ mình. Ờ, đúng rồi. Đấy. Một nồi mềm mén siêu to luôn. Mềm mén này, ốc đậu này, phở này, ăn cố rượu ngô đúng không? Đây là nồi nước tráng bún phở chị nhỉ? Còn bên này là trần, còn nước là nước dùng. Thì nó
làm bát mềm mén không anh? Làm bát mềm mén đi. Ốc đậu mềm mén. Cho nó no lâu em ạ. Đây là miếng chả của bún nha cả nhà nhá. Nhưng mà cả nhà nhá. Bây giờ thì Liên đã sẽ tiếp tục ăn. Tí nữa Liên sẽ dẫn cả nhà đi tham quan tiếp nha. Nếu mà cả nhà yêu thích thì hãy đăng ký và chia sẻ video cho Liên nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.